xin chào mọi người và con. Hiện tại là em có mặt tại vườn bơ, mới hơn 2 năm tuổi thôi mà cây rất là sung và khỏe. Em đang đứng gốc là bơ bút, vườn của nhà anh ấy là anh trồng 4-5 loại bơ. Bơ bút, bơ sáp da xanh, bơ sáp huỳnh phi, bơ 034. Cây mới 2 năm tuổi thôi mà rất sai. Đợt này là anh đang chuẩn bị làm bông. Giai đoạn này ví dụ làm bông, ví dụ giai đoạn lá như này, bà con có thể là bắt đầu xịt tạo mầm, xịt cái can lấu ba để sao cho cái lá lộc nó già mà không có đủ quán luôn, kết hợp cùng với MKB. Ở dưới gốc thì mình có thể là giải nân với kali. Đợt này cây do cái bộ lá cây rất là sung, ra lọc khỏe, mầm khỏe này mình có thể là giải nân và kali là tỷ lệ 1:1. Ví dụ một gốc này mình có thể là giải 1 kg nân đơn, 1 kg kali đơn, mình rắc đều. Không có trái nào chỉ đen hết. Xử lý. Nó dẻo dữ lắm, nó dẻo mà nó cơm nó dần thật mà không có chỉ đen luôn. Chứ không phải như bơ ở ngoài Đà Lạt mà nó chỉ đen đâu, không chỉ đen, cơm vàng dẻo luôn. Ăn rồi là ăn rồi là cảm thấy ghiền, không có bỏ cái gì, chứ còn bơ Đà Lạt mua về là ăn đen. Lúc nó đen. Đúng rồi, em thấy để quả chín nó hay bị những cái sơ đen đen ấy anh. Ở đây không có sơ đen. Là có nghĩa là cái hàng mà từ Đà Lạt về đây á, là nó cái hàng nó bị hơi bị đạm. Ví dụ vừa anh có chia sẻ là bơ ở đây là không có sơ là một, và không nó rất là dẻo và quánh, nó không như bơ ở trên khu vực Tây Nguyên. Bơ trên khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Lâm Đồng hay là Đắk Lắk hay Đắk Nông á, thì nó hay gặp tình trạng là có hiện tượng mà trên quả. Mọi người gặp nhất là hay tình trạng là bị sơ đen quả nhá. Những cái chỉ sơ á, nó hay bị đen. Còn đâu đặc biệt khu vực bơ ở miền Tây này như bơ sáp da xanh hay là bơ bút, bơ 034 là cây trái, cái cùi nó rất là dẻo, nó không gặp tình trạng bị sơ. Đây là giá trị của bơ ở khu vực này rất là cao. Tầm 80 đến 90 nghìn 1 kg. Chỗ này của nhà anh ấy là gần 1 hecta bơ. Bông bông mà nó ra nửa đọt có hay cũng giàu nữa. Thiệt, bông ra nửa đọt không giàu. Giờ làm sao bông 50% cũng ngon nữa. Dạ. Không cần nhiều. Đợt này anh cứ xử lý, anh mua cho em cái ca lấu 3 của hai pha về anh xử lý nhá. Có gì anh quên điện em. Vâng. Nếu mà anh chưa rõ của bên nào ấy thì anh cứ alo cho em để em hỗ trợ anh. Nha. Còn cái bơ hộp kìa. Anh trồng ca thử cây bơ hộp năm nay 3 năm rồi đó. Dạ. Chưa có trái là cây bơ đó hộp. Giáp vườn có một cây hộp, còn cây này năm rồi 20 mấy trái nè. Vâng. Cả 20 trái cây này nè. Tại bơ kia nó phải ít. Bơ này bơ ghép nha, anh trồng bơ ghép không? Nè 034 nè. Bơ hộp. Thằng 034 nó mạnh nha. Làm gì làm ra đọt hoài. Dạ đúng rồi. Mà nó có cái nó mạnh như trâu. Cái thân của nó cứ kiểu nó ra này xong nó quằn xuống dưới, mà mốt nó mang trái hết. Cái bơ hộp đấy.